2 bắt đầu. Mời anh. Tình có quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Tại vì đáng lý là có bông, nhưng mà vì mình cũng lớn rồi không có bông hoa gì nữa ha. Dạ. Mở quà cho nó thiết thực vậy. Em mở ra xem anh tặng em gì nè. Rồi để cho vợ đi. Cái này là dầu thơm. Đôi già mình thì có quàng cho cái khăn để cho nó hợp lệ với nhau. Ha. Bây giờ cứ tạm thời như vậy đi, với lại cho mượn những con tay cái đeo cái chiếc nhẫn kiểu cho vui. Lúc về mỗi lần mà nhìn vào tay thì nhớ ra được rồi. Dạ, cảm ơn anh luôn vậy đó. Thôi mà anh ngồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngô Thị Kim Nguyễn, năm nay 44 tuổi. Em hiện tại công tác và làm việc ở công ty Mai Linh. Em là nhân viên lái xe của Mai Linh. Em lái xe luôn hả? Dạ. Chị là Ngô Đặng Hồng Dân. Đó, chị em mình cùng họ. Nguyễn hả? Họ Ngô ít lắm á. Nguyễn Phước á hả em? Dạ. Dạ, cho em gửi lời chào chị Hồng Dân và anh Quyền Linh và những người ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Em đang sống ở thành phố hả? Dạ, em đang sống ở Mỹ Tho luôn chị. Mỹ Tho? Thành phố Mỹ Tho hả? Tiền Giang. Dạ. Tiền Giang. Là quê mình đó luôn hả? Dạ, quê cùng anh luôn á. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào ông Mai Quyền Linh với bà Mai Hồng Vân. Dạ, em chào. Chào bên nhà gái với bạn gái bên kia. Tên bên nhà trai là Nguyễn Văn Danh, 55 tuổi rồi. Anh là nhà ở đâu? Là nhà ở Vũng Tàu. Anh làm công việc gì? Buôn bán ở nhà, có tạp hóa, có gara, rửa xe với bảo trì xe hơi á. Nhưng mà sau này khỏe rồi thì có đi vào bên bảo vệ Nam Trung Bắc làm bảo vệ. À, mình nói một chút xíu về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em thì được con cái là em quyết tâm làm chuyện gì thì em sẽ làm tới nơi tới chốn. Dạ, rồi em nấu ăn cũng được, cũng giỏi, dễ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là nóng tánh có, với em có cái cá tánh hơi nam tính bộc trực tí xíu, thành ra nó hơi mạnh, dạ, cá tánh mạnh phụ nữ, thành ra nó hơi cũng là cái em dở. Lái xe lâu chưa? Em lái xe được tháng 3 này là 6 năm rồi chị. Ờ vậy hả? Dạ. Thì trước đó là mình làm gì? Dạ, trước đó thì em ở nhà em nội trợ. Dạ, rồi sau đó cũng như là ở nhà mình có xe. Rồi cái mình lấy bằng lái, hồi xưa em lấy bằng lái nay mười mấy năm rồi. Dạ, tức là giờ cứ đi lái xe đâu cũng chạy, có khách là chạy đúng không? Dạ, anh Quyền Linh mà nói em chở về quê Tiền Giang là em lên em rước liền. Anh trai, tức là nhà anh có gara sửa xe nè này kia, rồi sao mình còn đi làm bảo vệ chi cho nó? Tại vì như này ở nhà thì làm thì thấy nó cũng buồn. Làm bên cái này thì lại chủ yếu ban đêm là chính. Được đi đúng không? Được đi đây gì đó nè. Dạ. Rồi sắp xếp công việc, gặp gỡ anh em này nó giao tiếp cho cái thần kinh nó thoáng ra chút. À, tại vì có kinh tế là nhà cũng ổn định rồi ha. Ổn định, tại gara mướn người làm. Rồi còn có rồi. Kinh doanh gì nữa không anh? Nhà có vậy? Có phòng trọ. Được nhiêu phòng anh? 15 phòng. Nói chung là đi làm bảo vệ cho vui thôi. Thư giãn ra thôi. Tại vì bị sổ sửa quá. Dạ. Sổ sửa. Anh là đường tình duyên anh sao anh? Đường tình duyên là như thế này, là có một cháu là bây giờ học lớp 10 rồi, rồi ly dị là cũng hơn 3 năm nữa rồi. Đó là bởi vì cái lúc mà bị bệnh sản thần á, mẹ của con bé ở ngoài đó là kiểu đi nuôi rồi kiểu buồn quá, gặp một cái đối tượng khác á. Cái đầu tâm sự xong cái kiểu là nghe lời bên kia hơn, cái người nhà phát hiện được, cái sau về cũng có nói khuyên bạn nhưng mà thấy không được thì thôi, với người ta cứ nghĩ đường dài chắc mình bị yếu hay là chắc mất sớm hay nọ, ta nghĩ vậy. Anh là tức là một đứa con gái thôi hả? Đứa con trai. Bây giờ nó còn ở với anh? Không, ở với mẹ nó. Rồi tại phòng trọ này kia với lại tiền đó xe còn này. Có bà già với có con em út ở nhà nữa. Rồi đó là sơ ý lý lịch tích ngang của nhà trai đó. Đường tình duyên vậy đó, còn nhà gái sao nè? Dạ, em thì ly hôn nay cũng khoảng 12-13 năm. Em được hai đứa con gái. Đứa lớn thì 24 tuổi, đứa nhỏ 21 tuổi. Chung quy là em gả hết rồi. Giờ mình ở với ai? Bây giờ thì em cũng ở chung với gia đình ba mẹ em. Vậy là hai người đang trống vắng. Em chào anh. Dạ chào. Sao phải quàng khăn vậy anh? Lạnh hả? Dạ không, thì cho nó đúng theo cái tuổi tác mà. Già rồi phải có chiếc khăn. Chiếc khăn gió ấm hả? Dạ. Hôm nay đối tượng bên đây sẽ là chiếc khăn cho anh. Trẻ nó đi để cho mẹ còn kiếm tương lai, nhưng mà đây bây giờ đi để cho mẹ kiếm hậu vận thôi. Chứ giờ ở nhà mẹ cũng một mình thì mình cũng đơn chiếc nữa. Người ta nói là đi, người ta đi biển có đôi, còn đây mình đi hỏi vợ là đơn côi một mình. Mẹ rất là thích đi, rồi hay coi chương trình Không Bỏ Một Cái Nào Hết, nhưng mà bị bệnh tim á,
Chứ ở nhà là toàn là cứ coi đi coi lại cái đó thôi, cứ mở tivi cho con. Dạ bây giờ anh mong muốn cái người vợ của anh đi cùng anh đoạn đường. Bây giờ như thế này cũng lớn tuổi hết rồi, chứ không phải nằm trong cái tuổi mà để mà bồng bột hay là không suy nghĩ chín chắn gì mà buôn ba hay là còn núi này trong núi nọ. Còn bây giờ đây là nói thật ra là chỉ cần một người để hôm sớm dắt dìu nhau, nếu ví dụ như là đổi gió trở trời hoặc là cái bình hoàn gì đó nó đến nó để giúp đỡ đỡ nhau. Chứ còn mà nếu mà cứ thay đổi hay là này nọ thì cũng thì thôi thà sống vậy ha. Còn đây bây giờ ý muốn là tại vì kiếm một người để cho có, còn đi lại trong cái thời đang còn này để cho nó thư giãn cho bình nhau một chút này, đâu có kén chọn để làm gì hoặc là đâu có chỉ ba nhau được rồi. Dạ đúng rồi, chỉ biết rằng đã chấp nhận mình đã một lần rồi nha, là nó một lần ngã là một lần bước dài. Bây giờ tập trung vào để cho cái quãng đời còn lại này, chứ còn không phải như tuổi trẻ mà để đòi này đòi kia hoặc là hẹn hò cho dài thời gian ra. À, đúng rồi. Đó. Rồi, để em hỏi bên nhà gái nha, hỏi bạn nữ nha. Em thấy sao nè? Nãy giờ nghe cái tâm sự sẻ chia của ảnh em thấy sao nè? Dạ, theo như lời ảnh tâm sự thì em cũng đồng tình và đồng quan điểm một phần nào đó. Dạ. Còn em chỉ nghe anh nói là hiện tại sống với mẹ thì em không ngại gì hết, nhưng mà em chỉ sợ sống trong gia đình ví dụ như có một vấn đề gì đó xảy ra quan trọng, anh bên kia sẽ ứng xử như thế nào. Ví dụ em với mẹ không quan trọng là người ai đúng ai sai, nhưng mà quan trọng anh ở chính giữa anh xử lý như thế nào. Rồi chút mình gặp hỏi anh luôn. Dạ. Ừ, em đi với ai vậy? Dạ em đi với có một chị đồng nghiệp cũng lái xe bên Mê Linh chung với em luôn. Chào MC Quyền Linh. Chào chị. Chào MC Hồng Vân. Chào chị. Mình là bạn đồng nghiệp với em Nguyễn. Em nó cũng được thôi chồng, nuôi hai đứa con. Bây giờ thì cũng gả hết rồi. Bây giờ nó không có trẻ lắm mà nó cũng chưa già lắm, để cho em mình kiếm thêm một mối tình. Theo nhận xét bên đây thì thấy anh này cũng được. Mỗi người có một cái hoàn cảnh ha, thì cũng mong cho chuyện nó sẽ dài ra. Nhiều khi già mình cũng còn ăn được cái đám cưới nữa. Xin cảm chương trình. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thôi bây giờ mình mở rào đi cho hai bên gặp mặt ha. Đúng rồi. Rồi anh trai với gái trò chuyện rồi mình quyết định nha. Mở rào. Rồi bắt đầu. Mời anh. Tặng cho quà tặng. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng. Tại vì đáng lý là có bông, nhưng mà vì mình cũng lớn rồi không có bông hoa gì nữa ha. Dạ. Mở quà cho nó thiết thực. Dạ em mở ra xem anh tặng em gì nè. Rồi để cho vợ đây. Cái này là dầu thơm. Đôi già mình thì có quàng cho cái khăn để cho nó hợp lệ với nhau ha. Bây giờ cứ tạm thời như vậy đi, với lại cho mượn những con tay cái đeo cái chiếc nhẫn kiểu cho vui, lúc về mỗi lần mà nhìn vào tay thì nhớ ra được rồi. À. Dạ, cảm ơn anh. Luôn vậy đó. Ngồi xuống đi. Nhanh gọn lẹ quá anh. Nhẫn vừa không vậy? Dạ vừa. Dạ vừa anh luôn. Rồi hai người trò chuyện nhau đi. Bây giờ em theo cái ý nghĩ trước khi lên đây như thế nào thì em có quyền cứ nói trước. Em không biết là lần đầu tiên anh nhìn em thì cảm nhận của anh như thế nào về em thôi. Rất là cân đôi rồi. Dạ. À, cảm nhận thì bây giờ cái sự việc của em làm, công việc thì dạ, tính ra cái điểm thì quá cao rồi. Tại vì người phụ nữ mà cầm cái tay lái đó đâu phải đơn giản đâu. Quá tốt rồi. Quá khứ thì bây giờ mình bỏ đi, mình biết từ ngày hôm nay thì có thể sau này hai người mình tâm sự thì tiếp bước như thế nào đó thì có một lời để ràng buộc lại với nhau. Em chỉ có một cái vấn đề như vậy thôi. Tại vì em biết là anh đang sống với mẹ ở nhà, cái điều đó là điều tốt chứ không phải là cái điều xấu. Nhưng cái quan trọng nhất, ví dụ như ở nhà có một cái chuyện mâu thuẫn nhỏ thôi, anh xử lý như thế nào? Bây giờ anh nói cho em nghe thế này này, cái chuyện mà con cái trong nhà, cha mẹ nào cũng muốn cho con nên tốt đẹp hết, có đôi có bạn hết. Còn cái chuyện ở nhà em thắc mắc rồi, ở với mẹ là xích mích này nọ, mẹ cái tuổi đó thì em đã biết rồi, không còn gì để mà khó khăn hay là làm dâu làm con gì nữa. Ví dụ vậy nè, trong cái việc mâu thuẫn, tại vì cái này thì tất cả các nàng dâu đều trăn trở cái việc này hết. Thì là chẳng hạn gì nè, có một việc gì đó mà xảy ra cái mâu thuẫn giữa mẹ với lại bạn này, không cần biết là ai đúng hay là ai sai, nhưng trong trường hợp xảy ra chuyện đó thì anh sẽ đứng về phía ai? Không để cho đôi bên là biết được như thế nào, nhưng mà giải quyết từng bên một, là thể nói riêng mà cho được lòng bên kia, được lòng đối phương.
cả hai bên luôn. Tức là anh phải dĩ hòa dĩ quyết cả đôi bên đúng không? Chứ không thể nào. Nhưng mà bây giờ giờ xin kết lời lại hồi này, lời nói đầu là không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi vì ba mẹ đã 77 tuổi rồi, không có gì để mâu thuẫn cả. Không có gì để mà bạn này chỉ có chỉ cần biết quan điểm của anh thôi, chứ còn không có đó. Tức là anh sẽ xử lý chỉ hòa di quý cả hai bên, anh không đứng về bên anh nào sẽ cả. Mời em chị anh qua sẽ bên nói chuyện với chị. Anh mời mẹ qua bên nói chuyện xong anh đứng giữa giống như mình nha. Mình xử lý mình nói chuyện mọi người xong rồi mình quay qua mẹ mình nói con dâu xin lỗi mẹ rồi, nhưng mà nó ngại không dám nói. Xong quay qua nói mẹ không ngại nói với em nhưng mà mẹ cũng biết rồi. Đó thôi, nói chung là mình đứng ở giữa mình đừng cho ai biết gì hết á. Xử lý nhẹ nhàng đúng không anh? Không có, em chỉ ngại nhất là sợ anh cái xử lý. Tự nhiên anh Quyền Linh, nói thì em đồng tình. Chỉ có lùi tới để... Anh nghĩ chuyện này dừng đây được rồi. Bởi vì là mình lớn mình đủ giải quyết chuyện đó. Bây giờ vấn đề là hẹn hò với nhau nè. Anh ở Vũng Tàu đây ở đâu? Dạ em cùng quê anh đó. Tiền Giang đó, đó. Hẹn hò sao đó? Thì bây giờ những ngày lễ Tết rồi này nọ thì gặp nhau nhiều hơn. Còn mà bình thường thì có thể một tháng hai ba lần ví dụ tùy thế. Thì theo anh đi xe máy. Em còn công việc nữa. Anh đi phượt là có xe máy, có xe bốn bánh này rồi. Bốn bánh anh lái được không? Dạ được. Ui sao khỏe rồi. Hồi xưa còn trẻ đi Đà Lạt là sáng đi tối về luôn á. Anh ơi bây giờ anh không có già đâu. Dạ. Tự động anh cứ mặc định là anh già. Anh là còn làm bảo vệ nữa. Rồi nhìn anh như vậy ai nói anh già, tự nhiên quàng cái khăn chi vậy anh bỏ ra đi làm khác liền rồi. Đó thấy chưa, khác liền đó mọi người, thấy anh rõ ràng. Chưa chắc anh lớn hơn. Anh lớn hơn em 1 tuổi. Thôi chứ em giận không? Anh đừng bao giờ nhận là mình già, chứ em không bao giờ em nhận em già. Em còn rất là... Đừng nói tôi già. Minh mật già đâu. Trẻ trung lên. Trẻ hơn 10 tuổi đó anh. Em 44 đúng không? Đó. Trẻ hơn anh 11 tuổi đó. Đừng có, bây giờ nè. Thôi bỏ qua chuyện đó, bây giờ mình tiến tới anh nắm tay cô gái chút cho cảm nhận thế nào về tình yêu á. Đây bây giờ em gái đứng dậy đi. Em gái có thể bắt nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Đây. Rồi em gái hát bài tặng đi. Dạ. Vậy thôi nhu cầu của anh Quyền Linh, chứ thật sự em hát thì không phải sở trường mà này đổn trường anh ơi, em ca dở lắm. Đấy đó. Vậy em hát bản Nhỏ ơi đi. Dạ. Đúng rồi, bài đó hay á. Dạ. Hát một câu thôi nha. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng vàng mênh mông, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu. Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Dạ. Anh trai phải học bài này nha. Anh trai phải học bài này để nó để hát cho bạn gái nha. Tại vì lớn tuổi rồi phải cũng không... Nữa lớn nữa. Mà phải tự tin lên ha. Còn trẻ chưa có già đâu. Rồi ok, anh trai ngồi ghế đi anh trai. Ngồi đây. Ngồi đây đi em. Đó. Hai người đủ để đưa quyết định cho riêng mình nha. Dạ. Hai bạn mà có cơ hội mà để mà làm quen nhau á, thì là em phải làm sao mà cho ảnh bỏ cái suy nghĩ là lúc nào anh cũng nghĩ là ảnh là lớn tuổi rồi, ảnh già rồi. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó của ảnh. Về kiếm bài hát của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân Trần Hiếu á, hát nha. Đừng nói tôi già, tôi có già đâu, dù tóc hai màu, mặt mày vẫn cười tươi. À đấy, cho nó tự tin anh ha, yeah. Có nhiều năng lượng cuộc sống hơn anh nha. Yeah. Rồi, để tay nút bấm đi anh chị. Anh thích là anh bấm luôn. Đơn giản là bây giờ mình cảm nhận được đây có thể là một người bạn có thể cùng tìm hiểu để chúng ta tiến xa hơn, ta bấm ha. Rồi, anh chị đủ để có thể quyết định trái tim của mình nha. Bây giờ mình đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Trời ơi chị nghe cái tiếng cạch của em chị mừng ghê luôn á. Nói thiệt luôn. Ừ. Chính thức anh chị đã hẹn hò với nhau. Thôi mình điện thoại mình lái xe xuống Mỹ Tho mình chơi thành phố. Này phải lái dữ luôn nữa. Ông phải đây. Lái trước chứ. Thì đó lái qua bây giờ lái xin lại. Phép nói đôi lời cho gia đình, cho bà mẹ nhà, để cho bên gia đình bên nhà gái biết là thôi bây giờ thì mình cố gắng sắp xếp cho nó đi đến sự việc để gặp lại hai ông mai bà mối cho vui. Tại vì đưa thiệp mời là vui rồi. Đúng rồi, đó. Có thiệp mời vui rồi. Cảm ơn anh, chương trình. Dạ không, cảm ơn. Anh còn phải làm một thủ tục nữa là anh phải hôn vào má của cô ấy. Mẹ. Anh phải chứng tỏ bản lĩnh. Xin phép cô bạn này, rồi xin phép ở nhà gia đình. Với lại xin phép bạn Hiền đây thì kỷ niệm tình đầu tiên. Ông này có duyên lắm nè. Nói chứ hãy cố gắng liên lạc. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị.
chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Rồi chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn chị. Bắt tay đây. Rồi thì bắt tay cô bên gái là chị. Rồi anh nhớ nha, anh trẻ, anh còn trẻ, còn rất là khỏe. Chị nhớ nắm tay bạn gái đi đúng nha. Đúng rồi, đỡ xuống nè. Chăm sóc bạn gái nha. Vô chuyện tình yêu đừng đi vòng vòng nữa nha.